Marco Mobile chào anh em. Trong clip ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ tới anh em kinh nghiệm cá nhân của mình về việc test kiểm tra một cái máy Pixel khi mua mới hoặc cũ. Vì đây là kinh nghiệm cá nhân của mình nên không thể tránh khỏi những cái thiếu sót hoặc thậm chí là sai sót. Anh em xem nếu mà thấy cần bổ sung góp ý thì góp ý giúp mình để mình có thể hoàn thiện những cái clip sau nhé. Mình sẽ nói nhanh thôi. Hôm nay mình có mấy con Pixel đây, con 4 và con 3XL thôi. Hai con này nó chỉ khác nhau một chút là cái nhận diện bảo mật bằng khuôn mặt và mật bằng vân tay. Theo mình ấy, khi anh em mua một cái máy Pixel thì anh em phải chú ý ba cái. Thứ nhất là cái phần trách nhiệm, anh em mua của người dùng hay mua của shop thì cũng lưu ý cái này nhé. Người dùng thì theo mình nên mua của cái người không phải là leak clone, có uy tín rõ ràng, địa chỉ rõ ràng, có thời gian bao test rành mạch. Anh em mua của shop cũng thế. Shop thì có máy, nhiều máy, máy ngon lành thì không sao, nhưng đến khi có vấn đề thì cái shop nào có trách nhiệm nó mới thể hiện ra. Anh em lên mua của cái shop nào đấy có trách nhiệm với sản phẩm họ bán ra. Ok nhé, bây giờ mình xin phép hướng dẫn chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm kiểm tra máy khi mua. Đầu tiên anh em phải xem ngoại hình Pixel, anh em xem camera đầu tiên, xem camera có xước không. Nếu mà xước thì không nên mua. Màn hình có thể xước nha anh em nhé, màn hình xước tăng giảm giá gì đấy tùy thỏa thuận, nhưng cam xước thì không nên mua. Kiểm tra cam đầu tiên này, kiểm tra các cái viền này, xem có bị nứt không, có bị móp không, có bị những cái vết chầy móp quá mạnh, ví dụ nó rơi cạnh góc như này, cộp cộp như này này, đấy, nó sẽ bị những cái cạnh móp cực kỳ nặng, không nên mua những con như thế. Rồi kiểm tra các cái khe hở, khe của lưng này, khe của màn, xem nó có khít không. Nó mà hở mà ấn nước cứ bọt 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 là không được. Ok chưa, anh em kiểm tra ngoại hình nhé, cam này, màn này, viền này, xước móp thế nào. Sau đó anh em bật máy lên, đây là phần bên trong. Anh em nhét sim vào, nhét sim vào, bật wifi, bật bluetooth. Khi mà nhét sim vào anh em xem luôn được mình cái phần trăm pin nhé. Ví dụ con này đang 18% này. Đấy, không cần tải phần mềm tắt pin đâu, 18% nhé. Sau khi anh em nhét sim này, bật wifi, bật bluetooth, bật thử cái đèn flash xem. Tức là kiểm tra những cái mà anh em có thể nghĩ ra. Vào mạng bằng wifi này, sau đó tắt wifi đi, vào mạng bằng sim, sau đó thực hiện một cuộc nghe gọi bằng sim, ấn nghe đàng hoàng chứ không phải là chỉ ấn nghe gọi thấy sóng thì dừng, ấn nghe gọi đàng hoàng. Đây là cái page của Marco Mobile anh em nhé, anh em có rảnh thì like từ thiện giúp mình. Đây mình gọi đến này, ấn nghe này, đấy, anh em nghe thoại vài câu xem cái loa thoại ở trên có rõ không, cái mic ở dưới ghi âm có tốt không, cái cảm biến tiệm cận có hoạt động không, bật loa ngoài, đấy, bật loa ngoài, hai máy mình để sát nhau nên tiếng nó sôi, bật loa ngoài xem nó có phát cái loa ngoài không, nếu có thì là loa chuông bình thường. Rồi sau đó anh em, mình vẫn thực hiện trên con 3XL này nhé. Sau đó anh em kiểm tra một cái rất quan trọng là cái màn hình, đây là cái vô cùng đắt tiền nhưng kiểm tra kỹ vào nhé. Vào ngay một cái hình nền trắng hoặc hình nền đen, nhìn kỹ xem nó có bị đốm không, có bị bầm ở đâu không, có bị ám ở đâu không. Con này màn trong veo là ok này. Sau đó kiểm tra đến cảm ứng, anh em giữ tay một cái icon bất kỳ, nó di khắp màn hình. Anh em thấy mình di không hết màn hình, nhưng nếu anh em mua máy thì phải di thật kỹ nhé, từng phần nhỏ một. Ở đây mình đã kiểm tra rồi, mình chỉ hướng dẫn sơ thôi. Khi anh em ví dụ ở đây có cảm ứng này nó bị đứt ở đây này, không nhận cảm ứng ở đây ạ, thì em di cái icon đến đấy nó sẽ bị đứt ở đấy, tuột ra đấy, anh em hình dung chưa. Di kỹ, sau khi kiểm tra màn có ám không, có bầm không, có đốm không, kiểm tra đến cảm ứng. Rồi màn ngon, ngoại hình ngon, cảm ứng ngon, nghe gọi ngon, wifi bluetooth ngon, anh em vào phần chụp ảnh thử đi, nháy nháy vài phát, nháy 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 0838687997 là số điện thoại của mình nhé. Nháy 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 nháy. Anh em lấy nét thử xa gần này, để tay ở trước cam này, thấy nó mờ cái điện thoại đằng sau mà tay rõ là lấy nét gần, bỏ tay ra thì cái điện thoại đằng sau lại phải rõ. Thế là cam lấy nét xa gần bình thường. Chuyển sang chế độ quay phim, quay video cũng tương tự như thế. Ấn quay xem hình có bị rung lắc không. Thường là lỗi cảm biến nhận diện, lỗi cảm biến xa gần thì nó sẽ bị rung lắc hình nhé. Xong rồi cũng thử lấy nét xa, lấy nét gần. Ok. Quay phim này, chụp ảnh này, kiểm tra các tính năng như mình đã nói này. Đến đây thì anh em có thể cắm sạc để kiểm tra là rồi. Cắm sạc vào. Đấy, nhận rồi đấy. Anh em nhớ là
Để mình cắm một con trắng, con này mình chưa để chế độ vuốt. Sạc chuẩn PD hoặc là sạc zin theo máy thì nó sẽ sạc nhanh. Cái sạc nhanh của nó chỉ báo khi anh em để ở cái chế độ hình nền này, rapidly này, hoặc là tiếng Việt là sạc nhanh nhé. Nhớ là sạc cả hai đầu của cổng C nhé. Có nhiều khi là cái cổng sạc có vấn đề, nó chỉ nhận một đầu thôi. Quay đầu lại cắm vẫn thấy đang sạc nhanh bình thường. Ok, kiểm tra đến tai nghe. Tai nghe thì mình vẫn hay tặng anh em tai nghe nốt 10 cộng. Cái tai này nó không kén máy, không nhất thiết phải mua tai Pixel đâu, có tai Pixel thử càng tốt. Anh em cắm tai nghe vào, cũng phải cắm cả hai đầu tai nghe nhé, cắm đầu này sau đó cắm đầu kia. Thử tai nghe thì vào âm thanh này, cái mục My Dear đấy, khi anh em cắm tai nghe nó sẽ không phát ra tiếng động đấy. Và nhớ là phải áp hai cái cả hai tai lên tai nhé, xem nó nghe đều cả hai bên không, một bên to một bên bé, hoặc là một bên kêu một bên không thì là lỗi do tai hoặc lỗi do máy rồi, phải kiểm tra lại được chưa. Tai nghe ok, rút ra kiểm tra lại loa luôn, lần lượt từng dòng một đấy, dòng nào cũng phải kêu thì cái loa của máy mới là bình thường. Cắm sạc, cắm tai nghe, sau đó anh em kiểm tra những cái tính năng khác như kiểu vân tay hay khuôn mặt. Anh em kiểm tra càng kỹ các tính năng máy có càng tốt, nhưng những cái mình liệt kê là những cái cơ bản nhất và lên kiểm tra nhé. Con này mình đã cài vân tay rồi, chạm phát là một chạm mở ra ngay này đấy, máy đang tắt này, chạm vào này là mở này đấy. Tính năng bảo mật, vân tay, khuôn mặt ok ngon, chụp ảnh ok ngon. Các anh em lưu ý này, mình có thể đăng nhập vào trang web để kiểm tra xem là máy còn hạn bảo hành bao lâu của Google. Nếu nó là máy Mỹ, vào trang store.google.com/us/repair. Đây mình có viết sẵn ra giấy cho anh em này. Cái này chỉ mang tính tương đối thôi. Tại sao mình nói thế? Bởi vì Google nó không bảo hành toàn cầu. Anh em mua đâu bảo hành đấy. Ví dụ mua của mình thì mình sẽ là người bảo hành. Một cái nữa mình phải nói mà nhiều anh em thắc mắc, mình nói rất nhiều rồi, mình xin phép được nói lại, đó là chuyện IMEI 99235. Anh em nhớ này, IMEI 99235 dùng y như nhau, không khác gì, không khác biệt nhỏ gì, không hạn chế gì. Tuy nhiên IMEI 99 thì anh em 100% máy đã được mở được cái OEM. OEM là gì anh em không biết thì cũng không, càng không cần quan tâm đúng không. Còn anh em nào muốn biết thì mình giải thích cái OEM, nếu mà nó mở thì anh em có thể áp ROM cúc được. Với các hãng điện thoại khác thì ROM cúc quan trọng, nó có những cái bản ROM làm cho máy mượt hơn. Google thì chả cần vì bản thân nó đã quá mượt rồi, thậm chí cài thêm launcher khác để thêm tính năng nó vẫn mượt. Nếu IMEI 35 mà mở được OEM thì nó giống hệt 99 không khác gì. Còn bình thường thì IMEI 35 nó hay khóa cái OEM. Anh em nào mà vẫn còn hỏi OEM là gì, OEM ở đâu thì mình nhắc lại không cần quan tâm nhé. IMEI 99235 dùng giống hệt nhau. Rồi một cái nữa, anh em nhớ là máy Pixel Nhật thì chụp ảnh không tắt được âm, chụp nó cứ có âm tạch 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 để tránh chụp trộm đấy. Anh em có thể cài cam mode để khắc phục vấn đề này, cam mode thì tắt được âm. Máy Nhật thì không có hai sim. Với những máy 3A và 3AXL, anh em cập nhật hết tất cả lên, sau đó kiểm tra xem nó có hai sim hay không bằng cách vào cài đặt. Bật cái cài đặt nhà phát triển lên nhé. Cài đặt nhà phát triển thì vào giới thiệu về điện thoại ở bao phone ấy, số bản dựng bui number, nháy 7 phát nháy nháy đấy. Sau khi nó bật cái cài đặt nhà phát triển thì anh em back lại, nhớ là máy phải đã nhét sim rồi nhé. Ấn vào cái mạng của internet này, network trên internet đấy. Đấy anh em thấy dấu cộng này thì chắc chắn máy có hai sim. Máy mà không hiện dấu cộng là không có hai sim. Đấy, đấy là với 3A và 3AXL là như thế. Còn con 4 và 4XL kiểu gì cũng hai sim rồi, không cần quan tâm nhé. Máy Pixel thì 3A, 3AXL, 4 và 4XL là chính thức có hai sim. Với máy Pixel 3 và 3XL có thể up ROM beta để có hai sim hai sóng, nhưng mà sẽ bị không được cập nhật. Có một số lỗi là vặt, không nên làm như thế anh em nhé. Đấy là lời khuyên của mình. Được rồi, tức là mình đã hướng dẫn anh em cơ bản cách test một con máy Pixel khi anh em mua. Có một cái cách test ngắn hơn khoảng 10 giây thôi, anh em cứ qua những cái shop uy tín mà mua như mình chẳng hạn. Quảng cáo tí thôi. Anh em nhìn nhé, cái phần trăm pin này, lúc nãy mình bật lên là 18. Sau khi mình chém gió một loạt khoảng 10 phút rồi, giờ nó tụt xuống 17 là pin bình thường nhé. Còn nếu mà nó mà tụt xuống sập nguồn hoặc là nó tụt nhiều hơn nữa, tụt 20%, 30% là chắc chắn pin hoặc nguồn có vấn đề. Anh em đừng có mua những cái máy như thế nhé. Đây là cái page của mình,
Anh em nếu mà thấy thương thì vào like từ thiện nhé. Đây là số điện thoại của mình. Không phải là mình cần mua bán gì đâu, mình chia sẻ thật lòng thôi. Anh em cần thiết vấn đề gì, cần tư vấn cứ alo mình biết mình sẽ góp ý, mình không giấu gì cả. Trên đây thì mình xin phép dừng clip. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Nếu anh em cảm thấy có ích thì chia sẻ giúp mình. Anh em nhớ này, mua nó trách nhiệm như nào này, kiểm tra ngoại quan này, kiểm tra phần bên trong nhé. Chúc anh em sớm có con Pixel ưng ý.